Xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng, Hà Audio Hải Phòng xin gửi lời kính chúc đến toàn thể anh em có một tháng mới sức khỏe, gặp nhiều niềm vui và may mắn. Nhân ngày mùng 1 đầu tháng, Hà Audio Hải Phòng xin tri ân đến anh em một bộ cấu hình trong phân khúc dưới 10 triệu mà anh em được sở hữu toàn đồ hiệu, gồm có một đôi loa JBL TLX16, một dòng loa búp xeo nhưng mà có 3 đường tiếng, một bát 20, một chung, một tép đôm, trở kháng 8 ohm, đôi loa trong tình trạng đẹp xuất sắc anh em ạ, và một con ma răng PM50, hàng tuyển chọn, bao zin, bao xịn, bao đẹp cho anh em. Nhân ngày mùng 1 đầu tháng, Hà Audio mở hàng lấy may của anh em một bộ cấu hình này dưới 10 triệu, cụ thể là 9.800.000, bao ship cho anh em. Anh em lấy sản phẩm nào cũng được. Đôi loa 6 triệu bao ship, con Omni ma răng 3.800.000 bao ship. Anh em nào có nhu cầu sản phẩm nào xin liên hệ cho Hà Audio Hải Phòng. Hôm nay Hà Audio Hải Phòng sẽ test cho anh em nghe thử một đoạn trên cái bộ phân khúc này. Anh em nghe chỉ được 65% thôi, test qua cái điện thoại thì cũng không thu được hết 100% anh em ạ. Anh em xem kênh của Hà Audio xin cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh. Mình cảm ơn anh em rất nhiều. Xin mời anh em nghe một đoạn mình đang test ở cái máy tính này anh em nhé. Suốt cả đời.
tim múa được hạnh phúc. Đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền, mà người tôi yêu thuở nào đã nguyện về bên tôi trọn kiếp, để hôm nay tôi phải nhận ra. Tôi hiểu tim người có nào đâu buồn, nhưng hỡi người ơi, tình yêu là gì? Một người cho em say tim, còn một người cho em hạnh phúc, nghĩa với tình em thì cho nghe phần nào cảm nhận được chất âm. Anh em thích món nào? Alo cho Hà Ông Du Hải Phòng. Một lần nữa xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở cơn sau.